chào tất cả mọi người. Hiện tại thì Ngọc Châu đang có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 của tỉnh Tây Ninh. Trong tháng 7, đây là kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Có một bài ca không bao giờ và trong dịp về thăm quê hương lần này thì Ngọc Châu cũng may mắn là mình có cơ hội để mà ghé thăm nghĩa trang liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để mà gìn giữ đất nước. Cháu hy vọng là với những cái gì mà mình đang có, thế hệ trẻ chúng ta sẽ cố gắng hết sức để mà có thể tiếp nối được con đường mà cha ông của chúng ta đã mở ra. Làm bạn cùng trăng và ôm súng ngắm sao khuya, có một bài ca không bao giờ quên, là mẹ dõi bước con bạc tóc thời gian. Ngọc Châu cảm thấy rất là tự hào và thực sự rất là xúc động khi mà mình có được một cái khoảng thời gian để mà quay trở về thăm khu di tích lịch sử căn cứ Trung ương Cục miền Nam, xem lại cái quá trình lịch sử trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân ta. Mình cảm thấy rất là nể phục thế hệ cha ông đã cố gắng gìn giữ và đã có thể mang đến nền độc lập cho quốc gia. Đó là cả một cái hành trình rất dài. Mình rất là biết ơn bởi vì mình được sinh ra trong cái giai đoạn Việt Nam đã hòa bình và mình được hưởng những cái điều kiện sống và những cái điều kiện phát triển. Mình nhìn lại toàn bộ cái quá trình hình thành rồi toàn bộ cái quá trình kháng chiến và được xem là những cái kỷ vật mà ngày xưa tất cả các lãnh đạo đã sử dụng, và mình hiểu là cái điều kiện ngày xưa nó cực kỳ khó khăn, phải có một cái lòng yêu nước cực kỳ lớn thì mới có thể hình thành nên một cái căn cứ như vậy. Và bản thân mình là một người con của Tây Ninh và mình trở về đây với một cương vị rất là khác, thì mình cảm thấy là mình phải làm một cái gì đó để mà có thể giới thiệu đến tất cả mọi người về di tích lịch sử căn cứ Trung ương Cục miền Nam này, bởi vì mình tin rằng thế hệ trẻ chúng ta cần phải đến đây để mà có thể thấu hiểu những cái sự khó khăn của cha ông chúng ta ngày xưa, và đặc biệt dân ta thì phải biết sử ta. Đây chính là cái điều mà Ngọc Châu muốn nhắn gửi đến thế hệ trẻ.